Nhưng đến năm 1995 mới lần đầu tiên có thuốc là epoprostenol. Hiện tại việc điều trị còn nhiều thách thức, các thuốc tập trung chủ yếu và điều trị vào nhóm 1 và nhóm 4. Tỷ lệ bệnh nhân chiếm khoảng 1% dân số toàn cầu. Ở Anh, tỷ lệ này tăng gấp đôi trong 10 năm qua. Thì phân nhóm trong đó có 5 nhóm nguyên nhân hàng đầu gây ra tăng áp phổi, đó là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Hiểu cơ bản về tăng áp phổi thì chúng ta trong tuần hoàn cơ thể chúng ta có hai hệ tuần hoàn bên trái và tuần hoàn bên phải. Tuần hoàn bên trái là tuần hoàn hệ thống, là tình trạng khi tăng áp lực là tuần hoàn hệ thống, gọi là tăng huyết áp, được chẩn đoán bằng cách đơn giản đo huyết áp cánh tay. Và ảnh gánh nặng đối với bệnh tật tăng áp đó là tim, mắt, thận, não. Tuần hoàn phổi là tuần hoàn tĩnh mạch, khi mà có tình trạng tăng tuần hoàn phổi là tăng áp lực động mạch phổi và tĩnh mạch phổi. Và các đánh giá chẩn định là dựa vào các thông số và đánh giá vào thông ti phải. Gánh nặng đó là tim phải và phổi. Định nghĩa huyết động về tăng áp phổi thì định nghĩa huyết động về tăng áp phổi dựa vào cái thông tim bên phải, là thông tim dựa vào song xăng găng, thì người ta chia làm năm hình thái. Và tăng áp phổi là tình trạng chung, là áp lực động mạch phổi trung bình là lớn hơn 20 mấy tỷ ngăn. Còn tăng áp tiền mao mạch là tăng áp khi chúng ta đo thông tim, chúng ta thấy là áp lực mao mạch phổ biết là bình thường, tuy nhiên trở kháng của mạch phổi là tăng. Còn tăng áp lực hậu mao mạch phổi đó là áp lực mao mạch phổ biết là tăng, tuy nhiên áp lực trở kháng của sức cản mạch phổi là bình thường. Và trường hợp thứ tư đó là được tăng cả áp lực tiền mao mạch và hậu mao mạch, thì biểu hiện của tình trạng tăng áp lực mao mạch phổ biết và tăng trở kháng của mạch máu phổi. Và trường hợp cuối cùng là tăng áp lực phổi gắng sức, đó là khi áp lực động mạch phổi trên cung lượng tim lúc nghỉ và lúc gắng sức là dao động trong khoảng lớn hơn 30 mấy tỷ ngăn trên lít trên phút. Đây là định nghĩa vừa dựa vào thông tim để chúng ta phân loại tăng áp tiền mao mạch, hậu mao mạch hay là kết hợp. Chúng ta cần phân biệt của tăng áp phổi và tăng áp lực động mạch phổi. Tăng áp phổi là trạng nói chung về tăng áp phổi được định nghĩa là áp lực trung bình của bệnh nhân lớn hơn 20, một số tài liệu là ghi 25 mấy tỷ ngăn. Còn tăng áp lực động mạch phổi nghĩa là người ta muốn nói đến là nhóm 1 là tăng áp phổi nguyên phát, là tình trạng được định nghĩa là áp lực động mạch phổi trung bình lớn hơn 20, sức cản mạch phổi là lớn hơn 2 đơn vị, và áp lực mao mạch phổi biết là bình thường. Khi bệnh nhân thỏa mãn 3 tiêu chuẩn này thì gọi là tăng áp lực động mạch phổi, là tăng áp lực tiền mao mạch phổi. Vì chúng ta tập trung cái nhóm này là chỉ có điều trị bằng, trong 5 nhóm thì nhóm này và nhóm 4 là điều trị bằng thuốc giảm áp lực động mạch phổi. Thì phân loại thì có 5 nhóm nguyên nhân gây ra tăng áp phổi. Nhóm thứ nhất là tăng áp phổi nguyên phát. Nhóm thứ hai là tăng áp phổi liên quan đến bệnh lý thì tim trái. Nhóm thứ ba là tăng áp phổi liên quan tới bệnh lý về phổi và giảm oxy máu. Nhóm thứ tư là tăng áp phổi liên quan tới các tắc nghẽn ở phổi như huyết khối, tắc mãn tính ở động mạch phổi. Và nhóm thứ năm là nhóm không phân loại và nhóm có nhiều cơ chế. Nhóm một tăng áp phổi là trong đó có nhiều nguyên nhân. Trong đó chúng ta gặp là hai nhân đó là tăng áp lực phổi vô căn. Thì chia làm hai nhóm dựa vào test giãn mạch. Thì tăng áp phổi vô can không đáp ứng với test giãn mạch, và tăng áp phổi cấp tính có đáp ứng với test giãn mạch. Test giãn mạch này dùng để chúng ta có xem mình nhân có đáp ứng với thuốc giãn mạch hay không, thì chúng ta dùng nhóm chạy canh canxi. Nguyên nhân thứ hai là di truyền liên quan đến thuốc, độc chất liên quan liên kết với bệnh mô liên kết nhiễm HIV, tăng áp lực tĩnh mạch cửa, bệnh tim bẩm sinh, bệnh sáng mắn. Tăng áp phổi liên quan đến các tĩnh mạch và mao mạch. Tăng áp phổi di dãn ở trẻ sơ sinh thì các bệnh lý này biến đổi cấu trúc là tái cấu trúc dần các động mạch nhỏ và lớn, trung bình sự dài lên của lớp nội mạc và lớp ở giữa, tổn thương dạng đám rối. Nhóm thứ hai là tăng áp phổi liên quan bệnh lý tim trái, như chúng ta thấy là suy tim với phân suất tống máu bảo tồn, hạt xuống máu phân suất tống máu giảm, bệnh lý van tim, các bệnh lý về tim bẩm sinh, tim mắc phải dẫn đến tăng áp phổi. Chúng thấy khi mà bệnh nhân bị bệnh cơ tim, suy tim hay là bệnh lý hệ van động mạch chủ, hệ van hai lá, suy tim làm cho áp lực nhĩ trái tăng lên dẫn đến co mạch máu ở ở phổi, thì cái biến đổi đầu tiên là cái dài các tĩnh mạch
các tĩnh mạch phổi nó dày lên, ảnh hưởng tới cái hệ thống mao mạch phổi, từ đó tăng áp lực, từ biến đổi cái việc cấu trúc động mạch, dẫn đến tăng áp lực động mạch phổi. Rồi giai đoạn cuối cùng đó là tăng áp phổi và suy tim phải, mất chức năng tắc phải. Thì đây là tiến triển của một bệnh lý suy tim trái gây ra một tình trạng tăng áp phổi. Lúc đầu là không có triệu chứng, sau là tăng áp lực hậu mao mạch phổi, sau đến giai đoạn cuối là tăng áp lực ở tiền mao mạch và hậu mao mạch. Bệnh nhân sẽ diễn tiến từ suy tim trái dẫn đến suy tim phải cho bệnh nhân. Đó là nhóm thứ hai. Nhóm thứ ba là tăng áp phổi liên quan tới bệnh phổi và thiếu oxy. Thì trong đó có nguyên nhân là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là nguyên nhân chiếm hàng đầu về tăng áp phổi nhóm này, và kể cả nguyên nhân tăng áp phổi, bệnh phổi hạn chế, bệnh phổi tắc nghẽn hạn chế và hỗn hợp, hội chứng giảm thông khí, tình trạng thiếu oxy mà không có bệnh phổi, rối loạn phổi tiến triển. Thì đây hình khi mà bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay bệnh giảm oxy máu mãn tính thì thể biến đổi về thay đổi về cấu trúc của đường thở, nhu mô phổi và biến đổi về cấu trúc của mạch máu dẫn đến tình trạng tăng áp phổi cho bệnh nhân. Thì tần suất thì trong những bệnh nhân này thì 70 bệnh nhân là không có triệu chứng về tăng áp phổi, 20% là có triệu chứng không nặng, và 5 đến 10% là bệnh nhân có triệu chứng về tăng áp phổi nặng, biểu hiện bởi thì trở kháng của phổi rất là cao, lớn hơn 5 đơn vị. Thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng lúc giai đoạn đầu sẽ có triệu chứng khó thở khi gắng sức, sau đó có khó thở nặng dần, và biểu hiện lâm sàng của dị giảm oxy máu khi gắng sức và suy nghĩ ngơi. Nhóm 4 là tăng áp phổi liên quan tới tắc nghẽn động mạch phổi. Đây là một nhóm cũng rất là quan trọng, vì nhóm 1 và nhóm 4 là có thuốc giảm phổi có tác dụng nên có thuốc nhuộm nhóm 1 và nhóm 4. Tình trạng huyết khối thuyên tắc tĩnh mạch mà mạch máu mãn tính ở phổi, tắc nghẽn các động mạch ở khác ở phổi. Thì khi mà có tình trạng tăng huyết khối các nhánh động mạch phổi thì hiện tượng tắc nghẽn ở trong động mạch thì máu sẽ bơm lên với áp lực cao hơn ở nhánh động mạch khác, thì dần dần sẽ tiến triển thành cái thay đổi về cấu trúc thành mạch chức năng của phổi, làm nên tình trạng tăng áp phổi lực hoành phổi. Cái tình trạng này thường chúng ta khó phát hiện, vì nhất là nhánh khi chúng ta cái nhánh nhỏ ở động mạch phổi thường biểu hiện lâm sàng bệnh nhân không rầm rộ, tuy nhiên tiến triển dần dần bệnh nhân tăng áp phổi nặng dần nên việc chẩn đoán bệnh nhân còn rất là khó. Nhóm 5 là tăng áp phổi liên quan tới cơ chế không rõ ràng và đa yếu tố. Nhóm này là khi cũng là nhóm bệnh nhân không có cơ chế rõ ràng và hoặc là có nhiều yếu tố góp phần vào tình trạng áp phổi mà chúng ta không giải thích được, trong đó có rối loạn huyết học, rối loạn về hệ thống, rối loạn về chuyển hóa, các bệnh nhân suy thận mạn có hay không có chạy thận chu kỳ, bệnh vi mạch, huyết khối ở phổi, viêm trung thất sơ hóa. Đây là cái biểu đồ tổng quát về dịch tễ học cũng như nguyên nhân của tăng áp phổi và tần suất và pháp điều trị. Chúng ta thấy là bệnh tăng áp phổi chiếm 1% dân số, có thể tăng áp phổi hậu mao mạch, tăng áp lực cả tiền mao mạch và hậu mao mạch, các bệnh nhân về suy tim. Thì có 5 nhóm chúng ta nói, nhóm nguyên phát, nhóm liên quan tới tim, nhóm phổi và nhóm liên bệnh có tắc nghẽn ở đường thở trong động mạch phổi và nhóm không rõ cơ chế. Thấy cái nhóm 1, nhóm hay gặp đó là nhóm 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 2 và nhóm 3 rất hay gặp, nhóm bệnh nhân suy tim và nhóm liên quan tới bệnh phổi. Thì hai nhóm này rất hay gặp, nhưng bệnh nhân có tim nó bộ suy tim, bệnh nhân hay van suy tim, người ta áp phổi ở hai lá suy tim đó phổi, và bệnh phổi tắc nghẽn tăng áp phổi tam phế mạng, nhưng mà hay gặp ở nhóm 2 và nhóm 3, còn các nhóm còn lại là ít gặp. Nó thấy là phương pháp điều trị thuốc mà giảm phổi bệnh nhân nhóm 1 và nhóm 4 là có thuốc điều trị, còn mấy nhóm khác là hầu như có thuốc ít có tác dụng lên cơ. Bệnh liệu pháp điều trị ở nhóm 1 có bác sĩ Cường sẽ trình bày rõ hơn. Thì cũng nói sơ qua là nhóm 1 chúng ta có thuốc gì giảm áp phổi, giúp giảm canxi thôi những và ghép phổi. Nhóm 2 chúng ta điều trị nguyên nhân chủ yếu, nhóm 3 cũng điều trị nguyên nhân. Nhóm 4 là có một số nó phẫu thuật và can thiệp bằng bóng bằng thuốc. Triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân tăng áp phổi. Triệu chứng lâm sàng nguyên nhân nó phổi liên quan đa số liên quan đến rối loạn chức năng tắc phải và liên quan trạng khó thở khi gắng sức của bệnh nhân. Triệu chứng lúc đầu là gắng sức, triệu chứng khó thở khi gắng sức, vì liên giai đoạn sau là bệnh nhân khó thở liên tục. Triệu chứng sớm là bệnh nhân có trạng
khó thở gây gắng sức, bệnh nhân mau mệt, bệnh nhân khó thở khi bệnh nhân khi cúi người về phía trước, hầu hộp, có thể bệnh nhân ho ra máu. Có thể khi mà bệnh nhân gắng sức, tình trạng gắng sức thì có bụng trướng lên và nôn mửa, tình trạng phù, giữ nước, và bệnh có thể bệnh nhân ngất khi chúng ta tập thể dục. Giai đoạn trẻ hơn thì các triệu chứng liên quan đến việc đó là cái động mạch phổi nó bị giãn ra, nó chèn ép vào các cơ quan lân cận, đó là triệu chứng muộn. Đó là những khả năng là bệnh nhân có thể đau ngực do cái động mạch phổi nó giãn ra, nó chèn vào cái thân trong động mạch vành trái cho bệnh nhân đau ngực. Bệnh nhân có thể chèn vào cái dây thần kinh thanh quản và ngược, bệnh nhân khó phát âm hoặc ho. Bệnh nhân có chèn vào cái nhánh phế quản có thể ho, khò khè và khó thở. Đó giai đoạn muộn của triệu chứng cơ năng. Triệu chứng thực thể thì chia làm 4 nhóm, nhóm dấu hiệu của về tăng áp phổi, nhóm dấu hiệu của tình trạng suy tim, nhóm dấu hiệu liên quan tới nguyên nhân gây ra tăng áp phổi và nhóm dấu hiệu liên quan đến trạng suy thận phải. Nhóm thì các triệu chứng thực thể của tình trạng tăng áp phổi đó là bệnh nhân có trạng xanh tím ở ngoại vi hoặc trung ương, bệnh nhân có tiếng thổi tiếng T3 của thất phải, bệnh nhân có tiếng thổi của hở van, tiếng thổi tâm thu ở hở van ba lá, bệnh nhân tiếng thổi tâm trương ở bệnh nhân có hở van động mạch phổi. Những bệnh nhân mà tăng áp phổi thường nó giãn gấp động mạch phổi, gây nên trạng giãn hở vàm van động mạch phổi, gây tiếng thổi tâm trương. Và một số dấu hiệu hướng tới là bệnh nhân nguyên nhân gây tăng áp phổi cho bệnh nhân chúng ta cần khám, đó là các ngón tay dù trống liên quan tới bệnh lý về tim bẩm sinh, bệnh phổi, bệnh về gan. Các dấu hiệu khác về về bệnh phổi như chúng ta có nghe phổi có đang rít ra ngáy, thì với bệnh nhân có tiền sử CVD thì chúng ta có thể thay ấy định hướng bệnh phổi, tăng áp phổi bệnh nhân có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hoặc là chúng ta thấy bệnh nhân có giãn tĩnh mạch chi dưới, giãn tĩnh mạch chi dưới thì chúng ta coi cho bệnh nhân có huyết khối cái động mạch phổi nhỏ hay không. Thường như khi mà huyết khối động mạch phổi như các nhánh lớn thì triệu chứng bệnh nhân lâm sàng rảnh rầm rộ, khó thở, tức ngực, tụt huyết áp thì chúng ta rất là dễ chẩn đoán. Tuy nhiên mà các cái nhánh nhỏ thường triệu chứng lâm sàng nó không có rầm rộ, là bệnh nhân tiến triển chậm, tăng dần, khó thở tăng dần từ từ qua nhiều tháng rồi tăng áp phổi, nên chúng ta tìm cái dấu hiệu này chúng ta hướng tới một nguyên nhân tăng áp phổi của bệnh nhân. Còn dấu hiệu về suy tim phải chúng ta thấy bụng bắn, gân to, tĩnh mạch, gân tĩnh mạch cổ nổi và bụng bắn và nó phù, hoặc có cái dấu hiệu về tình trạng suy thất phải dẫn đến tình trạng khi suy thất phải thì mà máu sẽ tống lên động mạch phổi, dẫn thì máu từ động mạch tĩnh mạch phổi về nhà thất trái thì giảm, dẫn đến tình trạng giảm cái công lượng tim, bệnh nhân sẽ cảm thấy tình trạng thanh tím, khó thở, cái phổi lưu về đổ đầy mô mạch ở ngoại vi nó kém đi. Về phân loại của tổ chức thế giới về tình trạng tăng về rối loạn chức năng của bệnh nhân tăng áp phổi thì có 4 mức độ, WHO chia thành 4 mức độ. Mức độ 1 là bệnh nhân không có triệu chứng cả khi gắng sức lẫn khi nghỉ ngơi, thường là bệnh nhân chẳng không có triệu chứng gì hết. Độ 2 là bệnh nhân có những hạn chế nhẹ hoạt động về thể chất, bệnh nhân cảm thấy thoải mái khi nghỉ ngơi, hoạt động thể chất thông thường, không gây khó thở, mệt mỏi quá mức, đau ngực hoặc gần nhất. Độ 3 là bệnh nhân dẫn đến hạn chế rõ rệt có hoạt động về thể chất, bệnh nhân cảm thấy thoải mái khi nghỉ ngơi, ít hoạt động hơn so với bình thường, khó thở, mệt mỏi quá mức, đau ngực và gần như là ngất xỉu. Độ 4, bệnh nhân không có khả năng hoạt động bất kỳ thể lực hoạt động nào, không có triệu chứng và không có cần lắm sao tìm 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 thông tin chụp X quang CT scan và chụp xạ hình thông khí tưới máu và cái test giãn mạch. Điện tim thì điện tim có những cái dấu hiệu nghi ngờ về tăng áp phổi hoặc có những cái rối loạn nhịp tim, các dấu hiệu ở người lớn nghi ngờ tăng áp phổi
phổi điện tim có dấu hiệu trục khuếch, có giá trị chẩn đoán cao với ngân sách điện và điện tim không loại trừ của tăng áp phổi, nhưng điện tim dạ, có kết cái hợp tiếng với gì ác á, em không nghe được nữa thầy. có những và những dấu hiệu của điện tim bệnh nhân nghe, những hướng tới bệnh nhân có tăng áp phổi phổi đó là sóng kê cao thứ hai và trục phải và hình tượng vĩ đại tóc phải RDS lớn hơn 1 hạt sóng R lớn hơn 0,5 mV trên ở V1 và sóng hạt R trên V1 cộng với S ở chuyển đạo V5 lớn hơn 1 mm hạt có tình trạng block nhánh phải không hoàn toàn hạt hoàn toàn VR S VR ở chuyển đạo V1 các bất thường ST trên xuống và QT kéo dài, tuy nhiên cái QT kéo dài nó cũng đặc hiệu. Ý quân là tôi thấy sự bất thường ở hầu hết bệnh nhân thì chúng có một số dấu hiệu chúng ta thấy đó là nhĩ phải tóc phải lớn phòng. Đây là hình ảnh của một bệnh nhân tăng áp phổi, bệnh nhân hội chứng khi có tầng tăng áp phổi Asperger ở bệnh nhân thông liên liên thất thì có hình tượng tăng áp phổi, chúng ta thấy là có động nhĩ phải và tóc phải lớn và cũng động mạch phổi phòng. Một số bệnh nhân thì chúng ta thấy đôi khi có tình trạng cắt bớt của các mạch máu nguồn vi, tăng áp phổi máu lên phổi rất là khó. Siêu âm tim có vai trò rất quan trọng trong việc chẩn đoán và điều trị tăng áp phổi. Siêu âm tim có thể xác định có những vai trò là xác định bệnh nhân có tăng áp phổi hay không, mức độ đánh giá có các nguyên nhân, một số nguyên nhân về thất trái, thất phải gây ra tăng áp phổi, đánh giá van tim cũng như ước đoán được áp lực của mạch phổi của bệnh nhân bao nhiêu. Đây là các mặt cắt để đánh giá được bệnh nhân tăng áp phổi, vai trò rất là quan trọng. Khi mà các dọc gần ức chúng ta thấy là hình ảnh A là hình ảnh thất phải lớn, mà các bốn buồng thì chúng ta thấy được là thùy giãn của thất phải lớn thất trái và đẩy về lệch vách niên thất về sang thất trái. Đây là hình ảnh các ngang qua thất trái và thất phải trục ngắn thì chúng ta thấy là thất phải có hình dạng chữ D bình thường, thất phải nó hình dạng nó bị vách liên thất với lại có thất phải, tuy nhiên thất phải lớn sẽ đẩy vách liên thất lại sang trái là thất phải có hình dạng chữ D và có thể tích nó gần như lớn hơn bằng thất trái. Mà các dưới sườn chúng ta có thể thấy được đến được IVC để nó ước đoán nhị áp lực của nhị trái để đo áp lực của phổi, đánh giá về đường ra của vận tốc của tống máu ở van động mạch phổi. Chúng ta có nên đánh giá được chức năng của thất phải EF bằng các bốn buồng, đánh giá vận động của vòng vòng bên ba lá để đánh giá siêu táp để đánh giá chức năng của thất phải. Khi mà chức năng của táp mà bé hơn 18 mm thì có giảm chức năng của thất phải. Đây là Doppler mô ở vòng vòng bên của vòng ba lá thì chúng ta thấy được sóng S phải, khi giống S phải nó bé hơn 9,5 cm thì có hình trạng giảm chức năng của thất phải. Đánh giá thể tích của thất phải lớn hơn 18 cm vuông thì khi đó là cái lượng cái nhĩ phải nó giảm. Đánh giá hở van ba lá, đánh giá khi mà van ba lá cái dòng hở van ba lá hơn 2,8 mm trên da thì cũng có hình trạng hở van ba lá và tăng áp phổi. Và quan trọng nhất là siêu âm tim là ước tính được áp lực động mạch phổi thông qua việc là dòng chảy đó của hở van ba lá và áp lực động mạch phổi sẽ bằng áp lực của nhĩ phải trên áp lực của thất nhĩ phải và thất phải cộng với áp lực của nhĩ phải và áp lực biên trên áp lực của nhĩ phải và thất phải bằng 4V bình phương, nghĩa là 4V vận tốc của van hai ba lá cộng áp lực của nhĩ phải. Áp lực của nhĩ phải được ước tính theo cái đường kính của IVC. Khi mà IVC bé hơn 2,1 cm thì và sự thay đổi của khi hít vào và thở ra thì ước tính áp lực nhĩ phải không có tăng thì khoảng từ 0 đến 5, thường là 5 mình cộng 50 mét tiền ngân. Thì khi mà IVC lớn hơn 2,1 cm và cái chênh lệch của đường kính lớn hơn 50% thì chúng ta có thể cộng từ 5 đến 10. Và khi lớn hơn 1, tuy nhiên cái sự chênh lệch về hít vào thở ra nó bé hơn 50% thì tổng cộng 15. Nghĩa là sẽ bằng áp lực của 4V bình phương cộng áp lực của ước đoán của nhĩ phải để ra áp lực động mạch phổi. Và chúng ta thấy một dấu hiệu của tăng áp phổi đó là tràn dịch màng ngầu tim. Nó thấy được dấu hiệu. Qua đây chúng ta thấy là siêu âm tim có vai trò quan trọng trong việc chẩn đoán về tăng áp phổi, bệnh nhân có tăng áp phổi không, các nguyên nhân
và hình thái chức năng ảnh hưởng chức năng của phổi, tắc phổi. Đây là siêu âm và ở mặt cắt bóng bùng thấy có nặng thở van động mạch phổi và chúng ta là đo áp lực động mạch phổi. Thì áp lực động mạch phổi có thể tính là áp lực động mạch phổi thời kỳ tâm thu, thời kỳ tâm trương hoặc áp lực động mạch phổi trung bình. Khi chúng ta bỏ các đầu dò đánh dấu ở đỉnh thì chúng ta ra được áp lực mà về mắt thì ra áp lực động mạch phổi đỉnh. Còn khi chúng ta vẽ biểu đồ và biểu đồ cái phổ mà phổ hở van mạch lá thì sẽ máy sẽ tính ra được là áp lực động mạch phổi trung bình. Như trường hợp này là áp lực phổi trung bình 34 mấy tiền ngăn cộng với là nhĩ áp lực của nhĩ phải nữa. Áp lực của nhĩ phải thì thường dao động từ 5 tới 15 tùy thuộc vào cái IVC này. Như trường hợp này 34 là cộng đến 10 là khoảng 44. Hoặc ở đó được mạch phổi hộ phổ hở van hộ van mạch phổi, tuy nhiên cái phương pháp này là ít sử dụng hơn. Khi một bệnh nhân có siêu âm tim có hình trạng hở van ba lá với vận tốc thì đồng với van ba lá thì chúng ta đưa bệnh sẽ có một cái phác đồ về chẩn đoán theo dõi trong tương lai của bệnh nhân. Nếu mà hở van ba lá hơn bé hơn 28 mét trên dài thì chúng ta tìm thử bệnh nhân có dấu hiệu về của tăng áp phổi không. Nếu không thì hầu như bệnh nhân tăng áp phổi rất là khả năng bệnh nhân tăng áp phổi rất là thấp. Nếu có về có triệu chứng của tăng áp phổi thì chúng ta xác định bệnh nhân có tình trạng tăng mức nguy cơ tăng áp phổi trung bình. Để tiếp tục tìm các yếu tố nguy cơ và các điều kiện liên quan đến về tăng áp phổi nguyên phát và tăng áp phổi liên quan tới tắc nghẽn phổi. Vì trong việc chỉ có hai nguyên nhân này chúng ta có thuốc điều trị về nó có thuốc để giảm được áp phổi. Thì khi bệnh nhân có thì cho bệnh nhân theo dõi liên siêu âm kiểm tra liên tục. Còn khi trường hợp bệnh nhân có tăng áp lực động mạch phổi từ 2.9 tới 3 thì chúng ta đánh giá bệnh nhân có triệu chứng hay không. Nếu có là xếp cho bệnh nhân có triệu chứng nguy cơ cao về tăng áp phổi và đưa bệnh nhân tới trung tâm để chúng ta thông tin chẩn đoán và đưa ra những cái chỉ định can thiệp phù hợp. Còn nếu bệnh nhân có vận tốc của van ba lá lớn hơn 34 mét trên giây thì bệnh nhân thuộc dạng nguy cơ cao dù có hay không có triệu chứng về tăng áp phổi hay nguy cơ của tăng áp phổi thì chúng ta đều xếp nhóm bệnh nhân nguy cơ cao và đưa vào cái trung tâm có chúng tâm can thiệp để có cái thông tin để xác định chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Đấy. Nghĩa là khi chúng ta có một bệnh nhân hở van ba lá có vận có dòng hở lớn hơn 34 mấy thì chúng ta xếp vào nguy cơ cao và phải xác định bệnh nhân có tăng áp phổi do có nguyên nhân tăng áp phổi nguyên phát hay là do tắc nghẽn cái động mạch phổi do huyết khối mãn tính không. Thì phân độ mức độ của tăng áp phổi thì có 4 mức độ nhẹ, mức độ 1, 2, 3 và độ 4. Dựa vào tăng áp phổi trung bình. Thông tin phải là tiêu chuẩn vàng để chẩn đoán và phân loại tăng áp phổi. Thông tin có vai trò rất quan trọng nhưng chẩn đoán bệnh nhân tăng áp phổi này có hay không, bệnh nhân tăng áp phổi tiền mau mạch hay tăng áp phổi hậu mau mạch hay kết hợp cả hai. Và tăng áp phổi thông tin còn đánh giá huyết động của tim và là những cử viên nào đáng cho việc ghép phổi và đánh giá các sinh bẩm sinh. Đây là cái song sơn gân được đưa vào cái tĩnh mạch chủ trên hay tĩnh mạch chủ dưới đưa vào cái nhĩ phải. Thì thông số đầu tiên nó mới có được là áp lực nhĩ phải từ 2 đến 60 mấy tiền ngân. Khi đưa xong nó qua cái vòng van ba lá vào cái đường ra thất phải thì chúng ta có áp lực của thất phải. Khi đưa cái xong này qua cái van động mạch phổi thì chúng ta có áp lực động mạch phổi bệnh nhân từ 20 đến 30. Có thì tâm thu và thì tâm trương. Và khi chúng ta đưa cái xong hết cái động mạch phổi nhánh tặng mà khi mà không thể đưa được nữa thì chúng ta có áp lực mao mạch phổi bích. Từ những chỉ số này chúng ta đưa được cái bệnh nhân chẩn đoán bệnh nhân ta có phổi không, ta có phổi tiền mao mạch hay hàm mao mạch và những chỉ số khác. Đây là cái kết quả mà khi chúng ta thông tin cho bệnh nhân đi cái đưa xong từ nhĩ phải thất phải qua động mạch phổi và đưa lên mao mạch phổi bích thì nhóm bệnh nhân mà có tăng áp phổi nguyên phát thì tăng áp bầu tiền mao mạch thì có áp lực động mạch phổi trung bình lớn hơn 5 và áp lực mao mạch phổi biết là không có tăng. Còn ở những bệnh nhân tăng áp phổi mà do huyết khối mãn tính thì tăng áp lực cũng mao mạch phổi biết không có tăng, chỉ có tăng áp lực động mạch phổi thôi. Còn đối với bệnh nhân mà tăng áp phổi liên quan bệnh lý tim trái thì có tình trạng tăng áp lực mao mạch phổi biết mao mạch phổi của bệnh nhân có liên quan đến bệnh tim trái thì áp lực mao mạch phổi lớn hơn 15, bệnh lý phổi thì áp lực mao mạch phổi biết cũng không có tăng.
nghĩa là và trong quá trình thông tin chúng ta đọc có rất là nhiều chỉ số chúng ta đo được và chỉ số mà chúng ta tính toán ra được. Chỉ số đo được là áp lực của nhĩ phải, áp lực của động mạch phổi, hệ kinh thu, áp lực của người trung, áp lực của trung bình, áp lực mô mạch phổ biết, cung lượng tim, độ bão hòa oxy của máu tĩnh mạch, độ oxy của máu và áp huyết áp của bệnh nhân. Và từ những thông số này chúng ta tính toán một số thông số như trở kháng của mạch máu phổi, các chỉ số về cung lượng tim, chỉ số đóng máu, thì chúng ta đưa ra một cái chẩn đoán và hướng điều trị cho bệnh nhân. Chụp các lớp vi tính cũng có thể cung cấp nhiều vấn đề thông tin quan trọng. Bệnh nhân khó thở không rõ nguyên nhân, hoặc nghi ngờ bệnh nhân có tăng áp phổi, chụp các lớp vi tính gợi ý bao gồm các đường kính động mạch phổi mở rộng, tỷ lệ động mạch phổi lên động mạch chủ lớn hơn 0,9, buồng tim thoát phải giãn, hoặc có dấu hiệu trực tiếp và gián tiếp của tăng áp phổi. Dấu hiệu chúng ta trường hợp chúng ta thấy có cái khối và nhánh, các nhánh động mạch phổi, đây là các nhánh phải và nhánh trái của động mạch phổi. Khi tắc nhánh lớn thì chứng nhâm sần mà nhân rầm rộ thì rất là đơn giản, tuy nhiên tắc nhánh nhỏ thì bệnh nhân cũng cái triệu chứng không có gì, không có dữ dội, thì CT scan có thể góp phần chúng ta chẩn đoán một bệnh nhân có các dấu hiệu trực tiếp của bệnh nhân tăng áp phổi. Một cái mới hơn đó là tình trạng về đánh giá về chụp xạ hình của phổi để chúng ta để thấy thông khí và tưới máu của bệnh nhân. Như trong một trường hợp cho chụp các lớp vi tính mà có xạ hình, chúng ta thấy là thời kỳ mà hít thông khí và thời kỳ thứ hai là thời kỳ tưới máu. Chúng ta thấy là khi trường hợp này chúng ta thấy không khí là đầy đủ, tuy nhiên khi mà có thầy tư máu là chúng ta thấy khuyết một cái vùng này, nghĩa là gần có hiện tượng mít mát giữa thông khí và tư máu, thì cũng nghi ngờ đó là có một cái tem có thuyên tắc cái động mạch phổi vô này hay không. Cái này rất có giá trị trong chẩn đoán hoặc và lộ trừ có hay không có trọn thuyên tắc mấy cái nhánh động mạch phổi, mà những mấy nhánh nhỏ là thuộc nhóm rồi nhân tăng áp phổi nhóm 4. Test dẫn mạch là mục đích của test dẫn mạch là xem bệnh nhân có đáp ứng với thuốc chặn gân gân C hay không. Nhất là bệnh nhân có nhóm 1 thì mình phải nên dùng có thuốc dẫn mạch. Có test dẫn mạch này mình dùng có oxy nitric, iloprost hoặc ibuprofenol, có những thuốc này khi mình sử dụng vô bệnh nhân thì khi áp lực mình phổi giảm hơn lớn hơn 10 mét thủy ngân thì và để được giá trị tuyệt đối bé hơn 10 mét thủy ngân với cung lượng tim tăng hoặc không thay đổi, thì khi đó chúng ta chẳng có dấu hiệu dương tính với thuốc giảm mạch, thì khi đó mình những đối tượng bệnh nhân này, những đối tượng này có đáp ứng với thuốc chặn canxi, thì khi chúng ta test có dương tính thì chúng ta sử dụng chặn canxi cho bệnh nhân nhóm 1. Renotip, một số bệnh nhân tăng áp phổi liên quan đến một số yếu tố về renotip bệnh nhân. Đây là sơ đồ chẩn đoán một bệnh nhân khó thở nghi ngờ có tăng áp phổi hay không. Khi bệnh nhân thì hai nhóm bệnh nhân, khi bệnh nhân có tình trạng khó thở nghi ngờ tăng áp phổi thì chúng ta thực hiện các xét nghiệm khám lâm sàng điện tim rồi BNP đo oxy, độ bão hòa oxy, thì rồi tiếp tục chúng ta thấy có nguyên nhân nào có nghi ngờ hay không. Đối với nhân phổi thì chúng ta làm các chức năng phổi, khí máu, chụp phim CT phổi, PET CT để chúng ta coi cái bệnh nhân có bệnh lý phổi không. Nếu bệnh lý phổi thì chúng ta điều trị bệnh lý phổi, nếu không có bệnh phổi thì chúng ta có nguyên lên kế hoạch để chẩn đoán bệnh nhân có tăng áp phổi nguyên phát hoặc tăng áp phổi do huyết khối tĩnh, huyết khối động mạch phổi không, mãn tính hoặc phổi không. Hoặc nhóm bệnh nhân thứ hai, nếu bệnh nhân có bệnh lý về tăng áp phổi hoặc bệnh lý về tim mạch thì chúng ta siêu âm tim, từ đó chúng ta có bệnh nhân có khả năng chia là hai nhóm, nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao và nhóm bệnh nhân có nguy cơ thấp. Nếu bệnh nhân có nguy cơ cao chúng ta cần phải chuyển tới các trung tâm mà đánh giá được bệnh nhân có tăng áp phổi không, nguyên nhân tăng áp phổi và đưa ra những cái can thiệp thích hợp. Hoặc khi bệnh nhân mà có triệu chứng đột ngột nặng nề của tăng áp phổi, dấu hiệu của tăng áp phổi, hoặc bệnh nhân đã được chẩn đoán tăng áp phổi và hoặc là bệnh nhân được chẩn đoán và tăng áp phổi do thuyên tắc động mạch phổi mãn tính, thì chúng ta phải gửi tới trung tâm để can thiệp và điều trị. Đây là bản tóm tắt về các phân loại
nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4 và các triệu chứng lâm sàng để cho phân biệt X quang, chức năng của phổi, siêu âm tim, hình ảnh học và test gắng sức. Và quan trọng nhất đó là thông tin đánh giá bệnh nhân có tăng áp lực tim, mô mạch hậu, mô mạch hay phối hợp để chúng ta phân loại bệnh nhân có tăng áp phổi thuộc nhóm nào. Thì đây là bản tổng hợp có nguy cơ tiên lượng ở bệnh nhân tăng áp phổi. Thì nguy cơ trong vòng 1 năm, nguy cơ tử vong trong vòng 1 năm thì có chia làm nguy cơ thấp là có 5% bệnh nhân tử vong trong vòng 1 năm. Nguy cơ trung bình là 5 đến 20, nguy cơ cao lớn hơn 20%. Thì có nhiều trong này có 9 yếu tố để đưa vào tiên lượng. Thì bệnh nhân dấu hiệu về suy tim phải có hay là không, 10 tiến triển lâm sàng bệnh nhân có không có chậm nhanh, bệnh nhân có ngất hay không ngất, và cái phân độ của hưu và test gắng sức đi bộ 6 mét. Thì cái gắng sức thì chúng ta chia là 3 mức độ, mình bệnh nhân đi lại được vòng 400 lớn hơn 400 mét, hoặc từ 165 đến 400 mét, hoặc bé hơn 165. Và có marker bilirubin cũng đó, bilirubin cũng có vai trò rất là quan trọng trong chẩn đoán phân tầng nguy cơ cho bệnh nhân tăng áp lực phổi, siêu âm tim, đánh giá nhĩ phải, chức năng nhĩ trái, nhĩ phải áp chức năng của thất phải, bệnh nhân có tràn dịch màng tim hay không, em ra tim để đánh giá chức năng tim của thất phải, đánh giá huyết động học của tim. Đây là một bảng rất là nhiều yếu tố để phân chia bệnh nhân có nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ cao. Tuy nhiên cái nhược điểm của phân độ này thì nó không phải trung tâm nào cũng có thể thực hiện được, như PET-CT hay gọi là thông tim đánh giá MRI tim. Có 3 yếu tố này chỉ có nhiều trung tâm lớn thì mới làm được. Thì có một bản nó đơn giản hơn, còn có yếu tố nhưng mà cũng phân loại nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình, nguy cơ trung bình cao và nguy cơ rất là cao. Thì có nhiều yếu tố về lâm sàng, yếu tố về phân độ của hưu, người ta gắn test đi bộ, bilirubin, dự bốn yếu tố này không? Anh thấy bốn yếu tố này thì hầu như tất cả các đơn vị nào cũng có thể thực hiện được. Về phần kết luận là tăng áp phổi là chiếm 1% dân số gặp ở mọi lứa tuổi giới, nguyên nhân hay gặp đó là bệnh lý tim trái, bệnh lý phổi, chẩn đoán xác định dựa vào thông số áp lực sức cản mạch phổi trên thông tim rất là quan trọng để chúng ta chẩn đoán xác định bệnh nhân thuộc nhóm nào để có hướng điều trị, phân loại là có 5 nhóm và đánh giá nguy cơ về lâm sàng, phân độ của hưu, triệu chứng cận lâm sàng, siêu âm tim, bilirubin, thông tim phải, MRI tim, chụp CT scan phổi, điều trị. Còn điều trị này thì ship bác sĩ Cường sẽ nói rõ hơn phần điều trị. Phần trình bày của em là hết. Cảm ơn quý đồng nghiệp và thầy Tiến đã lắng nghe, và mong quý đồng nghiệp có những phản hồi để bài trình bày của em tốt hơn. Xin cảm ơn. Dạ, xin chào thầy và các bạn. Tiếp theo. Tiếp theo em xin trình bày phần cập nhật điều trị tăng áp phổi. Dạ, các bạn có nghe rõ không ạ? Nghe phần ISC 2022 á, thì
nhấn mạnh vào phần điều trị của tăng áp động mạch phổi và tăng áp phổi do huyết khối thuyên tắc mạng. Thì như lúc nãy bác sĩ Dũng đã trình bày á, thì cái tăng áp động mạch phổi đó là một cái tăng áp phổi tiền mao mạch, và nó cũng là một nhóm tăng áp phổi và được xếp là nhóm 1. Thì các biện pháp điều trị chung theo ESC 2022 bao gồm có là luyện tập thể lực có giám sát cho bệnh nhân tăng áp động mạch phổi đang điều trị, hỗ trợ tâm lý xã hội cho bệnh nhân tăng áp động mạch phổi, chích ngừa cúm, phế cầu và sạc COVID-2 cho bệnh nhân tăng áp động mạch phổi, lợi tiểu được khuyến cáo cho bệnh nhân tăng áp động mạch phổi có dấu hiệu suy thất phải và ứ dịch, liệu pháp oxy dài hạn được khuyến cáo cho bệnh nhân tăng áp động mạch phổi mà có PaOC nhỏ hơn 60 mm thủy ngân, điều chỉnh tình trạng sắc và được khuyến cáo cho bệnh nhân tăng áp động mạch phổi có thiếu máu do thiếu sắt. Thì đây là các chỉ định thuộc class 1. Ngoài ra các chỉ định thuộc class 2 gồm có là kháng đông đường uống nói chung thì không được khuyến cáo nhưng có thể được cân nhắc dùng cho bệnh nhân tăng áp động mạch phổi tùy từng trường hợp một. Và việc dùng thuốc ức chế mang chuyển dạng thụ thể angiotensin, dạng beta và ivabradin thì không được khuyến cáo trừ khi cần thiết do có bệnh kèm theo, ví dụ như là tăng huyết áp, bệnh động mạch vành hoặc là suy tim trái. Đây là chỉ định, đây là class 3, tức là chống chỉ định. Và một số tình huống đặc biệt trong biện pháp điều trị chung đó là bệnh nhân đang thở oxy hoặc là có PaO2 ở mực nước biển nhỏ hơn 60 mm thủy ngân thì được khuyến cáo cho thở oxy trên máy bay, chỉ định class 1. Đối với các thủ thuật hoặc phẫu thuật đòi hỏi có gây mê thì cần phải hội chẩn nhiều chuyên khoa để đánh giá lại lợi ích và nguy cơ, chỉ định thuộc class 2A. Đối với bệnh nhân mà tăng áp phổi động mạch phổi nữ có thể có thai thì có một số cái khuyến cáo như sau. Bệnh nhân nữ có thể có thai cần được tham vấn lúc mới phát hiện bệnh về những nguy cơ và bất định của việc mang thai và khuyên không có thai. Hướng dẫn rõ cho bệnh nhân nữ có thể có thai các biện pháp ngừa thai. Bệnh nhân nữ có thai hoặc muốn có thai cần được tham vấn di truyền. Và chống chỉ định là không dùng các thuốc đối kháng thụ thể endothelin và rituximab hoặc là trong thai kỳ vì các thuốc này có thể gây quá thai. Và điều trị cho bệnh nhân có đáp ứng với dương tính với test phản ứng tĩnh mạch phổi thì như lúc nãy bác sĩ Dũng có trình bày á, thì bệnh nhân mà có đáp ứng dương tính với test phản ứng tĩnh mạch phổi á, thì đó chính là những ứng viên để ưu tiên xài thuốc chặn kênh canxi. Và ở đây là khuyến cáo của ESC 2022 như sau. Thuốc chặn kênh canxi liều cao thì được khuyến cáo cho bệnh nhân tăng áp động mạch phổi vô căn, tăng áp động mạch phổi di truyền hoặc tăng áp động mạch phổi do thuốc có đáp ứng dương tính với test phản ứng tĩnh mạch phổi, chỉ định class 1. Và những bệnh nhân mà được điều trị bằng cái thuốc chặn kênh canxi này á, thì cần được theo dõi sát và đánh giá đầy đủ lại, bao gồm thông tim phải sau 3 đến 4 tháng. Và đối với những bệnh nhân mà đang được điều trị bằng cái thuốc chặn kênh canxi liều cao á, mà nếu mà độ chức năng là độ 1 hoặc độ 2 hoặc là có cải thiện huyết động. Cải thiện huyết động được định nghĩa là khi áp lực động mạch phổi trung bình nhỏ hơn 30 mm thủy ngân và kháng lực mạch máu phổi nhỏ hơn 4 đơn vị gút thì những bệnh nhân này vẫn tiếp tục thuốc chặn kênh canxi liều cao, chỉ định thuộc class 1. Và những bệnh nhân mà đang dùng thuốc chặn kênh canxi liều cao nhưng mà độ chức năng là độ 3 hoặc độ 4 hoặc không cải thiện về mặt huyết động thì lúc này có chỉ định bắt đầu thuốc giãn mạch phổi chặn lọc. Chỉ định này cũng thuộc class 1. Ở bệnh nhân mà có đáp ứng dương tính với test phản ứng tĩnh mạch phổi nhưng đáp ứng không đầy đủ với thuốc chặn kênh canxi và cần phải dùng thêm thuốc giãn mạch phổi chặn lọc thì lúc này thuốc chặn kênh canxi vẫn nên tiếp tục sử dụng. Và chống chỉ định là không dùng thuốc chặn kênh canxi cho những bệnh nhân không được thực hiện test phản ứng tĩnh mạch phổi hoặc không đáp ứng với test phản ứng tĩnh mạch phổi trừ khi có một chỉ định khác, ví dụ hiện tượng Raynaud. Và đối với những bệnh nhân mà được xài có đáp ứng dương tính với test phản ứng tĩnh mạch phổi thì các cái thuốc chặn kênh canxi mà được sử dụng thì theo ESC 2022 gồm có diltiazem khởi đầu 60 mg nhân 2 một ngày, liều đích là từ 120 đến 360 mg nhân 2 một ngày. Amlodipine khởi đầu 5 mg một lần một ngày, liều đích là 15 đến 30 mg một lần một ngày. Feloxipine khởi đầu 5 mg một lần một ngày, liều đích 15 đến 30 mg một lần một ngày. Nifedipine khởi đầu 10 mg nhân 3 lần một ngày, liều đích là 20 đến 60 mg nhân 2 đến 3 lần một ngày. Tiếp theo là điều trị những bệnh nhân mà không
không có đáp ứng với test phản ứng tĩnh mạch phổi. Thì những bệnh nhân mà không có đáp ứng với test phản ứng tĩnh mạch phổi á, thì cần được điều trị bằng thuốc giãn mạch phổi chọn lọc. Và theo hướng dẫn của ESC 2022 thì bệnh nhân tăng áp động mạch phổi vô căn, di truyền hoặc do thuốc mà không có bệnh tim phổi động mạch thì cần được khởi trị bằng phối hợp 2 hoặc 3 thuốc. Và trong quá trình điều trị, nếu đánh giá lại cho thấy bệnh nhân thuộc nhóm nguy cơ thấp, nguy cơ trung gian thấp, trung gian cao hoặc cao thì cần phải phối hợp thêm thuốc hoặc là đổi thuốc. Nếu có bệnh tim phổi động mạch thì bệnh nhân được khởi trị bằng một thuốc ức chế phosphodiesterase tiếp 5 hoặc là một thuốc đối kháng thụ thể endothelin. Và đây là một cái bảng danh sách các cái thuốc dùng để điều trị tăng áp động mạch phổi. Thì gồm có các cái nhóm như sau: nhóm thuốc đối kháng thụ thể endothelin đường uống, hiện tại mình chỉ có bosentan; nhóm thuốc ức chế phosphodiesterase tiếp 5 đường uống thì hiện tại mình có đủ cả sildenafil hoặc tadalafil; nhóm đồng dạng prostacyclin đường uống; nhóm đồng vận thụ thể prostacyclin đường uống; nhóm hoạt hóa guanylate, nhóm đồng dạng prostacyclin và nhóm đồng dạng prostacyclin tim mạch hoặc tim dưới da. Thì các cái thuốc này thì hiện tại Việt Nam mình chưa có. Và do đó, trong thực hành thì khi điều trị bệnh nhân tăng áp động mạch phổi không có bệnh tim phổi động mạch thì chỉ có một lựa chọn duy nhất là phối hợp bosentan, phối hợp với tadalafil hoặc là sildenafil và cố gắng đạt liều đích để cải thiện tiên lượng của bệnh nhân. Đây là một cái lưu đồ điều trị bệnh nhân tăng áp động mạch phổi vô căn, di truyền, do thuốc hoặc liên quan với bệnh mô liên kết mà không đáp ứng với test phản ứng tĩnh mạch phổi theo ESC 2022. Thì những bệnh nhân này á, thì mình vẫn áp dụng những các cái phương pháp điều trị chung cho suốt diễn tiến bệnh. Và mình đánh giá là bệnh nhân có bệnh tim phổi động mạch hay là không có bệnh tim phổi động mạch. Nếu bệnh nhân có bệnh tim phổi động mạch thì mình khởi đầu đơn trị liệu thôi bằng một thuốc là ức chế phosphodiesterase tiếp 5 hoặc là đối kháng thụ thể endothelin. Sau đó thì cần đánh giá theo dõi định kỳ. Còn nếu như bệnh nhân mà có bệnh tim phổi động mạch, không có bệnh tim phổi động mạch thì đánh giá nguy cơ. Thì đánh giá nguy cơ lúc mới chẩn đoán á, là nguy cơ 3 tầng, tức là thấp, trung gian hoặc cao. Nếu nguy cơ mà thấp hoặc trung gian á, thì mình khởi đầu phối hợp hai thuốc là đối kháng thụ thể endothelin hoặc là ức chế phosphodiesterase tiếp 5, đây là chỉ định class 1. Còn nếu mà đánh giá nguy cơ là nguy cơ cao thì phối hợp ba thuốc là đối kháng thụ thể endothelin, ức chế phosphodiesterase tiếp 5 và đồng dạng prostacyclin tim mạch hoặc tim dưới da. Sau đó mình đánh giá theo dõi định kỳ. Và khi mình đánh giá theo dõi định kỳ á, thì mình đánh giá nguy cơ theo nguy cơ 4 tầng, chứ không 3 tầng nữa, đó là thấp, trung gian thấp, trung gian cao hoặc cao. Thì nếu mà thấp thì tiếp tục điều trị ban đầu. Còn nếu mà trung gian thấp thì mình có thể phối hợp thêm thuốc. Ví dụ như là ở đây là phối hợp thêm thuốc đồng vận thụ thể prostacyclin, đây là chỉ định thuộc class 2A, hoặc là mình thay thuốc, mình thay cái ức chế phosphodiesterase tiếp 5 bằng cái thuốc hoạt hóa guanylate hòa tan, tức là reoxygate. Còn nếu ở mức trung gian cao hoặc cao thì bệnh nhân được thêm vào cái thuốc đồng dạng prostacyclin dạng tim mạch hoặc tim dưới da hoặc là ghép phổi. Điều trị một số thể tăng áp động mạch phổi đặc hiệu. Đầu tiên là tăng áp động mạch phổi liên quan với thuốc hoặc độc chất, thì nghĩ đến chẩn đoán này ở người có phơi nhiễm. Các thuốc được xác định chắc chắn có thể gây tăng áp động mạch phổi bao gồm aminorex, benfluorex, dasatinib, desvenfluramine, fenfluramine, methamphetamine. Nếu nghi ngờ thì cần ngưng ngay tiếp xúc với các thuốc độc chất này. Tăng áp động mạch phổi mà liên quan với bệnh mô liên kết thì điều trị bệnh nền theo các hướng dẫn hiện hành và điều trị tăng áp động mạch phổi giống như đối với tăng áp động mạch phổi vô căn. Tăng áp động mạch phổi mà liên quan với nhiễm HIV thì điều trị kháng virus theo các hướng dẫn hiện hành. Khởi trị tăng áp động mạch phổi bằng một thuốc và phối hợp tuần tự nếu cần, có xem xét với tương tác thuốc. Điều trị tăng áp động mạch phổi ở người bệnh tim bẩm sinh trưởng thành thì tăng áp động mạch phổi ở người bệnh tim bẩm sinh trưởng thành á, thì có thể gặp ở bốn nhóm bệnh tim bẩm sinh như sau. Một là hội chứng Asperger. Hai là bệnh tim bẩm sinh mà có sinh trái phải, có thể hoặc không thể sửa chữa được. Ba là bệnh tim bẩm sinh với khiếm khuyết vách nhỏ, đó là thông liên thất dưới 1 cm hoặc thông liên nhĩ dưới 2 cm trên siêu âm tim ở người trưởng thành. 4 là tăng áp động mạch phổi tồn tại dai dẳng hoặc mới xuất hiện sau phẫu thuật sửa chữa bệnh tim bẩm sinh.
Trong bốn nhóm này, nhóm khiếm khuyết vách nhỏ là có tiên lượng xấu nhất. Các yếu tố tiên lượng xấu ở một bệnh tim bẩm sinh, ở người bị bệnh tim bẩm sinh có tăng áp động mạch phổi bao gồm độ chức năng theo Tổ chức Y tế Thế giới là độ 3 hoặc độ 4, giảm khả năng gắng sức, tức là cái test thông qua test đi bộ 6 phút, hoặc là lưu lượng oxy tiêu thụ tối đa khi tập luyện, tiền sử nhập viện vì suy thất phải, NT-proBNP lớn hơn 500 picogram trên ml, tăng creatinine và giảm albumin máu. Đây là khuyến cáo của ESC về việc đóng sinh ở bệnh nhân có tỷ lệ lưu lượng phổi hệ thống QP/QS lớn hơn 1,5. Thì những bệnh nhân mà có cái QP/QS lớn hơn 1,5 á, thì đó là những bệnh nhân có luồng thông trái phải ở mức trung bình, cũng có thể là lớn, và có chỉ định phẫu thuật nếu nguy cơ phẫu thuật thấp, hoặc là có chỉ định phẫu thuật để ngừa bệnh mạch máu phổi về sau. Thì khuyến cáo như sau: đóng sinh được khuyến cáo ở những bệnh nhân thông liên nhĩ, thông liên thất, hoặc còn ống động mạch mà có sức cản mạch phổi thấp dưới 3 đơn vị Wood. Và những bệnh nhân mà thông liên nhĩ, thông liên thất hoặc còn ống động mạch mà có sức cản mạch phổi từ 3 đến 5 đơn vị Wood ấy, thì việc đóng sinh thì cần được xem xét. Còn đối với những bệnh nhân mà có sức cản mạch phổi lớn hơn 5 đơn vị Wood, và khi mình điều trị tăng áp động mạch phổi thì nó giảm xuống còn dưới 5 đơn vị Wood, thì cũng được cân nhắc để đóng sinh. Đây là chỉ định class 2B. Và đóng sinh có thể được cân nhắc ở bệnh nhân thông liên thất hoặc còn ống động mạch có sức cản mạch phổi lớn hơn 5 đơn vị Wood sau khi đã đánh giá kỹ tại trung tâm chuyên khoa. Và chống chỉ định đó là không khuyến cáo đóng sinh ở bệnh nhân thông liên nhĩ mà có sức cản mạch phổi lớn hơn 5 đơn vị Wood dù đã được điều trị tăng áp động mạch phổi. Khuyến cáo về điều trị nội khoa tăng áp động mạch phổi ở người bệnh tim bẩm sinh trưởng thành. Thì theo ESC 2022, cần đánh giá nguy cơ ở người còn tăng áp động mạch phổi dai dẳng sau đóng sinh. Và thuốc đối kháng thụ thể endothelin bosentan được khuyến cáo cho bệnh nhân hội chứng Eisenmenger có triệu chứng nhằm cải thiện khả năng gắng sức. Đây là chỉ định class 1. Nên xem xét dùng liệu pháp oxy bổ sung cho bệnh nhân hội chứng bị hội chứng Eisenmenger trong những trường hợp mà oxy thì cải thiện rõ SpO2 và giảm triệu chứng, class 2A. Nên xem xét bổ sung sắt cho những bệnh nhân có thiếu sắt ở những bệnh tim bẩm sinh trưởng thành, bao gồm những người có hội chứng Eisenmenger, thì nên xem xét dùng các thuốc đối kháng endothelin, các thuốc ức chế phosphodiesterase 5, rheoxygate, các thuốc đồng dạng prostacycline và đồng vận thụ thể prostacycline. Đây là chỉ định thuộc class 2A. Ở người trưởng thành còn tăng áp động mạch phổi sau phẫu thuật sửa chữa bệnh tim bẩm sinh thì xem xét khởi trị bằng phối hợp thuốc uống cho người có nguy cơ thấp và trung gian, và khởi trị bằng phối hợp có đồng dạng prostacycline tim mạch, tim giấy da cho người có nguy cơ cao. Ở người bệnh tim bẩm sinh trưởng thành, bao gồm những người có hội chứng Eisenmenger, thì nên xem xét phối hợp thuốc tuần tự nếu bệnh nhân không đạt mục tiêu điều trị, và có thể cân nhắc điều trị bằng thuốc chống đông uống cho bệnh nhân hội chứng Eisenmenger có huyết khối động mạch phổi mà không có ho ra máu. Và có hai cái chống chỉ định là: thứ nhất, bệnh nhân hội chứng Eisenmenger nữ thì không khuyến cáo là mang thai. Việc trích máu thường quy nhằm giảm HCT thì không được khuyến cáo ở bệnh nhân hội chứng Eisenmenger. Và sau cái phần điều trị và tăng áp động mạch phổi thì ESC 2022 cũng nhấn mạnh tới cái phần điều trị của tăng áp phổi do huyết khối thuyên tắc mạng. Thì đây là một số khuyến cáo như sau: điều trị chống đông suốt đời được khuyến cáo ở tất cả những bệnh nhân bị tăng áp phổi do huyết khối thuyên tắc mạng. Và theo ESC 2022 á, thì các cái thuốc mà được dùng á, là hiện nay thì cũng chưa có một cái khuyến cáo ưu tiên giữa nhóm NOAC hoặc là nhóm kháng vitamin K. Nhưng mà một loạt các cái ca bệnh hồi cứu ở Anh á, thì cho thấy tỷ lệ xuất huyết tương đương đối với kháng vitamin K và nhóm NOAC trong điều trị tăng áp phổi do huyết khối thuyên tắc mạng. Nhưng mà tỷ lệ huyết khối do tĩnh mạch huyết khối tĩnh mạch tái phát thì cao hơn ở những người dùng nhóm NOAC. Và những bệnh nhân mà bị tăng áp phổi do huyết khối thuyên tắc mạng á, thì được khuyến cáo là xét nghiệm hội chứng kháng phospholipid khi được chẩn đoán. Và ở bệnh nhân mà tăng áp phổi do huyết khối thuyên tắc mạng và có hội chứng kháng phospholipid á, thì thuốc chống đông được khuyến cáo là kháng vitamin K chứ không phải là nhóm NOAC. Đây là chỉ định thuộc class 1. Tất cả những bệnh nhân tăng áp phổi do huyết khối thuyên tắc mạng được khuyến cáo nên được một cái nhóm hỗ trợ về bệnh này xem xét để đánh giá việc điều trị đa phương thức. Thì đa phương thức ở đây á, là gồm có là cắt nội mạc động mạch phổi,
nông động mạch phổi bằng bóng và điều trị nội khoa. Cắt nội mạc động mạch phổi được khuyến cáo cho bệnh nhân bị tăng áp phổi do huyết khối thuyên tắc mạng và có tắc nghẽn do xơ hóa trong động mạch phổi và có thể tiếp cận được bằng phẫu thuật. Thì cũng theo ESC 2022 thì cái thủ thuật này á, cái phẫu thuật này nó có thể giảm tới 65% kháng lực mạch máu phổi. Nông động mạch phổi bằng bóng thì được khuyến cáo ở bệnh nhân không thể phẫu thuật được về mặt kỹ thuật hoặc có tăng áp phổi tuần lưu sau khi cắt nội mạc động mạch phổi và các tắc nghẽn ở xa phù hợp với nông động mạch phổi bằng bóng. Thì cũng theo ESC 2022 thì tăng áp phổi sau cái cắt nội mạc động mạch phổi á, nó thường được quan sát thấy ở khoảng 25% bệnh nhân. Nhưng mà về mặt kết quả lâu dài thì phẫu thuật mà cắt bỏ nội mạc động mạch phổi thì nó là rất tốt, khả năng sống sót trung bình là 90% sau 3 năm. Và cái nhóm mà hoạt hóa guanylate cyclase, đó là reoxygate, thì được khuyến cáo cho bệnh nhân có triệu chứng tăng áp động mạch phổi do huyết khối thuyên tắc mạng mà không thể phẫu thuật được hoặc tăng áp phổi dai dẳng hoặc tái phát sau cắt bỏ nội mạc động mạch phổi. Và khuyến cáo theo dõi lâu dài sau cắt bỏ nội mạc động mạch phổi và nông động mạch phổi bằng bóng, cũng như đối với những bệnh nhân tăng áp động mạch phổi do huyết khối thuyên tắc mạng được xác định bằng điều trị nội khoa. Các cái chỉ định thuộc class 2 bao gồm xem xét cách tiếp cận đa phương thức đối với những bệnh nhân có tăng áp phổi dai dẳng sau cắt bỏ nội mạc động mạch phổi và đối với những bệnh nhân tăng áp phổi do huyết khối thuyên tắc mạng không thể phẫu thuật. Treprostinil tiêm dưới da, cái này là nhóm đồng dạng prostacyclin, thì được xem xét ở những bệnh nhân mà có độ chức năng theo Tổ chức Y tế Thế giới là độ 3 đến độ 4 và tăng áp phổi do huyết khối thuyên tắc mạng không thể phẫu thuật hoặc tăng áp phổi dai dẳng tái phát sau cái thủ thuật phẫu thuật cắt bỏ nội mạc động mạch phổi. Ở bệnh nhân bị tăng áp phổi do huyết khối thuyên tắc mạng mà không thể phẫu thuật thì có thể xem xét kết hợp thuốc hoạt hóa guanylate cyclase, tức là cái reoxygate, hoặc là ức chế phosphor diesterase type 5, hoặc là thuốc đối kháng thụ thể endothelin, tức là bosentan, hoặc là đồng dạng prostacyclin đường tim, tức là treprostinil mới nói ở trên. Nông động mạch phổi bằng bóng thì có thể được xem xét cho bệnh nhân có thể phẫu thuật được về mặt kỹ thuật với tắc nghẽn ở đoạn xa cao và tỷ lệ rủi ro trên lợi ích là không có thuận lợi đối với cắt bỏ nội mạc động mạch phổi. Đây là chỉ định thuộc class 2B. Trong tăng áp phổi á, thì có một cái nguy hiểm là cơn tăng áp phổi. Và cơn tăng áp phổi là một biến chứng nguy hiểm gây tử vong của tăng áp phổi. Thì cơn tăng áp phổi á, thì được biểu hiện bằng sự gia tăng nhanh chóng cái kháng lực mạch máu phổi dẫn đến suy tim phải cấp tính và cung lượng tim không đủ. Cơn tăng áp phổi cấp có thể được kích hoạt bởi nhiều nguyên nhân bao gồm phẫu thuật gây mê, bệnh phổi cấp, ví dụ như viêm phổi, sốt, giảm thể tích tuần hoàn hoặc gián đoạn truyền prostanoid. Cơn tăng áp phổi chiếm khoảng 5% khi làm thủ thuật thông tim ở trẻ em bị tăng áp phổi. Và bệnh nhân có áp lực động mạch phổi vượt trên áp lực hệ thống và rối loạn chức năng thất phải thì có nguy cơ cao bị biến chứng này. Các nguyên tắc chung và xử lý và phòng ngừa cơn tăng áp phổi bao gồm cung cấp hỗ trợ sự sống nâng cao cho bệnh nhân ngừng tim do tăng áp phổi, cung cấp oxy, tránh tăng CO2 máu, điều chỉnh toan chuyển hóa, tránh việc giảm thể tích tuần hoàn. Nhưng mà việc cung cấp bù dịch thì cũng cần phải cẩn thận. Liệu pháp NO dạng hít, cung cấp thuốc giảm đau an thần nếu có chỉ định, hỗ trợ cung lượng tim bằng thuốc tăng cơ bóp, thường là ưu tiên Murinol, hỗ trợ cơ học, ví dụ như là ECMO có thể được sử dụng trong một số trường hợp. Trong điều trị tăng áp phổi thì cũng có có cái thủ thuật tạo sinh phải trái. Thì cái thủ thuật này á, là nó tạo ra một cái lỗ thông liên nhĩ hoặc động mạch phổi thông nối với động mạch chủ để ghép sinh từ phải sang trái. Đây không phải là một can thiệp thường quy trong điều trị tăng áp phổi ở trẻ em. Tuy nhiên, ở những bệnh nhân có tăng áp phổi nặng và những triệu chứng kháng trị thì các thủ thuật này có thể được xem xét. Bệnh nhân tăng áp phổi nặng phải đối mặt với tỷ lệ mắc bệnh và tử vong đáng kể do suy thất phải tiến triển. Và kháng lực mạch máu phổi tăng cao rõ rệt thì dẫn đến giảm tuyền tải thất trái và do đó áp lực hệ thống có thể dẫn đến ngất và tử vong. Mục đích của tạo sinh phải xa trái là để tránh những kết quả không mong muốn này bằng cách chuyển hướng dòng máu đi vòng qua giường mạch máu phổi và đi vào tuần hoàn hệ thống, từ đó cung cấp đủ lưu lượng máu hệ thống và duy trì tưới máu mô mặc dù lượng máu ít oxy hơn. Thì cái thủ thuật thứ nhất là phẫu thuật cắt vách liên nhĩ qua ống thông. Thì phẫu thuật này á, nó có thể làm giảm ngất và các triệu chứng của suy thất phải bằng cách cung cấp phương tiện để máu đi qua phổi, làm đầy thất trái và do đó cải thiện cung lượng tim.
Có nhiều báo cáo về việc mở thông vách ly nhĩ qua ống thông làm giảm tình trạng ngất và cải thiện độ chức năng của bệnh nhân có tăng áp phổi nặng. Thủ thuật này thì có nguy cơ xảy ra các biến chứng đáng kể, bao gồm cả tử vong. Và do đó nó được dành riêng cho những bệnh nhân được lựa chọn và chỉ nên được thực hiện tại các trung tâm có nhân viên có kinh nghiệm về tăng áp phổi và biện pháp can thiệp này. Và thủ thuật post là tạo sự thông nối từ bên này sang bên kia của động mạch chủ xuống đến động mạch phổi trái. Ban đầu được phát triển như là giảm nhẹ cho một số bệnh tim bẩm sinh tím tái. Một sự thông nối tương tự giữa động mạch phổi và động mạch chủ thì có thể được thực hiện bằng cách sử dụng stent đặt vào ống động mạch. Việc sử dụng thủ thuật này trong tăng áp phổi thì dựa trên quan sát rằng những bệnh nhân có tăng kháng lực mạch máu phổi vượt quá sức cản mạch máu hệ thống mà có kèm với lỗ thông liên thất lớn hoặc ống động mạch thì sẽ có kết quả tốt hơn so với những bệnh nhân có kháng lực mạch máu phổi tăng tương tự nhưng mà không có mở cửa sổ. Thông nối động mạch chủ, động mạch phổi làm giảm áp lực tối đa của thất phải và tăng lưu lượng máu toàn thân. Nhờ cái thất phải nó bơm một ít máu qua sân vào tuần hoàn hệ thống. Tuy nhiên, phẫu thuật post ít khả năng mang lại lợi ích cho bệnh nhân bị rối loạn chức năng thất phải đáng kể hoặc mất bù nặng. Và tốt nhất là nên tránh phẫu thuật này ở những bệnh nhân như vậy. Và hỗ trợ cơ học hoặc ghép phổi ở bệnh nhân tăng áp phổi. Thì ECMO thì có thể được sử dụng để hồi sức cho bệnh nhân tăng áp phổi bị ngừng tim và hoặc hỗ trợ trong khi chờ ghép phổi. Các thiết bị hỗ trợ phổi ngoài cơ thể không bơm, ví dụ như là Navalum hoặc là quạt rod oxygenator thì cũng đã được sử dụng như một cầu nối để ghép phổi ở bệnh nhân tăng áp phổi và suy thất phải nặng. ECMO rất có thể hữu ích khi được sử dụng để hỗ trợ bệnh nhân có tình trạng xấu mà có thể hồi phục hơn là để làm cầu nối để ghép phổi. Về ghép phổi, thì ghép phổi là một lựa chọn điều trị quan trọng cho bệnh nhi có tăng áp phổi nặng, tiến triển và tình trạng lâm sàng xấu đi mặc dù liệu pháp y tế được tối ưu hóa. Ghép phổi thì mang lại rủi ro và gánh nặng đáng kể và có thể chỉ giúp giảm các triệu chứng tương đối trong thời gian ngắn. Nhưng việc chờ đợi quá lâu có thể dẫn đến bệnh nhân tử vong trước khi có phổi của người hiến tặng. Tăng áp phổi là một tình trạng thường gặp nhất dẫn đến ghép phổi ở trẻ em từ 1 đến 5 tuổi và là chỉ định thường gặp thứ hai đối với bệnh nhi ghép phổi nói chung. Kết quả tương tự như nhau ở bệnh nhi và người lớn với thời gian sống sót trung bình sau khi ghép là 2,7 năm. Và mình điều trị xong thì cho bệnh nhân xuất viện và theo dõi bệnh nhân tăng áp phổi. Thì đây là một số cái hướng dẫn. Thì hầu hết bệnh nhân nên được tái khám từ 3 đến 6 tháng một lần. Bệnh nhân tăng áp động mạch phổi vô căn, di truyền hoặc do thuốc được điều trị bằng thuốc dạng canxi liều cao thì cần theo dõi sát và đánh giá đầy đủ lại bao gồm thông tim phải sau 3 đến 4 tháng. Đánh giá các triệu chứng suy tim phải, khả năng gắng sức và tác dụng của thuốc khi tái khám. Khám thực thể để tìm dấu hiệu suy tim phải và siêu âm tim. Thông tim lặp lại thường được khuyến cáo trong vòng 3 đến 12 tháng sau khi bắt đầu điều trị hoặc khi tình trạng lâm sàng xấu đi. Các xét nghiệm theo dõi bổ sung, ví dụ như là xét nghiệm BMP, test đi bộ 6 phút cũng nên được thực hiện đều đặn để đánh giá sự tiến triển của bệnh. Và tiên lượng của bệnh nhân tăng áp phổi thì tỷ lệ sống sót sau 5 năm ước tính đối với bệnh nhi có tăng áp động mạch phổi di truyền vô căn hoặc do dị tật sinh bẩm sinh là khoảng 60-75%. Đối với những bệnh nhân có lớn hơn bằng 7 biến số nguy cơ thấp tại thời điểm chẩn đoán hoặc thì tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 100%, trong khi đối với những bệnh nhân mà có 3 biến số nguy cơ thấp tại thời điểm chẩn đoán thì tỷ lệ sống sót sau 5 năm là 35%. Độ chức năng theo Tổ chức Y tế Thế giới thì cũng có xu hướng suy giảm theo tuổi tác, nhấn mạnh sự cần thiết phải theo dõi thường xuyên những bệnh nhân này để đánh giá lại mức độ nghiêm trọng của bệnh và điều chỉnh phương pháp điều trị nếu cần. Và cuối cùng thì em xin tóm tắt điều trị tăng áp phổi như sau. Việc điều trị tăng áp động mạch phổi thì có đáp ứng với test phản ứng tĩnh mạch phổi thực được điều trị với thuốc dạng canxi liều cao. Còn đối với những bệnh nhân mà không có đáp ứng với test tĩnh mạch phổi thì cần điều trị bằng thuốc giãn mạch phổi chọn lọc và bao gồm các cái thuốc đối kháng thụ thể endothelin uống, thuốc ức chế phosphodiesterase tiếp 5 đường uống, thuốc đồng dạng prostacyclin đường uống hoặc hít hoặc tim mạch tim dưới da, thuốc đồng vận thụ thể prostacyclin uống, thuốc hoạt hóa guanylate cyclase. Bệnh nhân tăng áp động mạch phổi do huyết khối thuyên tắc mãn tính thì được khuyến cáo điều trị chống đông suốt đời. Ở bệnh nhân huyết khối thuyên tắc tăng áp phổi do huyết khối thuyên tắc mãn và có hội chứng kháng phospholipid thì thuốc chống đông được khuyến cáo là kháng vitamin K. Phẫu thuật cắt bỏ nội mạc động mạch phổi được khuyến cáo cho bệnh nhân tăng áp động mạch phổi do huyết khối thuyên tắc mạn và có tắc nghẽn do xơ hóa trong động mạch phổi có thể tiếp cận được bằng phẫu thuật. Nong động mạch phổi bằng bóng thì được khuyến cáo ở bệnh nhân không thể phẫu thuật được về mặt kỹ thuật hoặc có tăng áp phổi tồn lưu sau cắt bỏ nội mạc động mạch phổi và các tắc nghẽn ở xa mà phù hợp với nong động mạch phổi bằng bóng. Thuốc hoạt hóa guanylate cyclase, rituximab được khuyến cáo cho bệnh nhân có triệu chứng tăng áp phổi do huyết khối thuyên tắc mạn mà không thể phẫu thuật được hoặc tăng áp phổi dai dẳng tái phát sau cái thủ thuật này. Ở bệnh nhân
bị tăng áp phổi do cái huyết khối trong tắc mạng á, mà không thể phẫu thuật thì có thể xem xét kết hợp thuốc hoạt hóa guanylate cyclase, phosphodiesterase tiếp 5, đối kháng thụ thể endothelin hoặc đồng dạng prostacyclin đường tim. Các biện pháp điều trị chung như là tiêm phòng cúm, phế cầu, sạc COVID-2, luyện tập thể lực có giám sát cho bệnh nhân tăng áp động mạch phổi đang điều trị, hỗ trợ tâm lý xã hội cho bệnh nhân tăng áp động mạch phổi, điều trị loại tiểu nó có suy thất phải và ứ dịch, điều trị chống đông, điều trị thiếu máu và bù sắt, tư vấn cho bệnh nhân nữ ở tuổi mang thai là khuyên không có thai, phẫu thuật và thủ thuật có gây mê thì cần hội chẩn nhiều chuyên khoa để đánh giá lợi ích và nguy cơ. Và em xin chân thành cảm ơn thầy và các anh chị và các bạn đã lắng nghe. Vâng, cảm ơn phần trình bày của hai báo cáo viên, hai học viên sinh học. Vậy là đầu tiên bài báo cáo của bác sĩ Dũng và bài thứ hai của bác sĩ chuyên khoa 2 là Đan Lê Thị Cương. Như vậy đây là hai bài cũng khá toàn diện liên quan đến chẩn đoán và điều trị của tăng áp phổi thì cơ bản là dựa theo khuyến cáo của OECD 2022 và cũng đã phân ra rất là rõ nắm thể của tăng áp phổi và cái phương thức chẩn đoán cũng như điều trị là cũng bám sát theo nắm cái phương thức này. Như vậy chúng ta thấy là vấn đề điều trị tăng áp phổi càng ngày càng được chuyên biệt hóa nhiều hơn, đặc biệt là chúng ta thấy rằng là ngoài cái dạng tăng áp phổi vô căn là tiếp 1 thì tiếp 2 là liên quan tới bệnh lý tim trái, tiếp 3 là liên quan tới các bệnh lý về phổi, tiếp 4 liên quan tới bệnh lý về thuyên tắc động mạch phổi và tiếp 5 là các cái dạng và là phức tạp phối hợp khác. Thì như vậy trong cái chuyên ngành tim mạch thì một cái số nhóm mà chúng ta thấy rằng là cũng người ta cũng rất là quan tâm, ví dụ như là liên quan tới là bệnh lý về tim bẩm sinh, cái tăng áp phổi, rồi chúng ta can thiệp vào động mạch vành, rồi những nhóm về bệnh lý về ngưng thở khi ngủ, về tăng áp phổi chúng ta cũng phải là điều trị ngưng thở khi ngủ, đặc biệt là CPAP, rồi những nhóm mà thuyên tắc động mạch phổi chúng ta cũng phải là lấy được khối, hoặc là thậm chí chúng ta dùng phương pháp nong hay là chúng ta dùng phẫu tích cái nội mạc động mạch phổi. Thì các phương pháp đó chúng ta thấy rằng là cái điều trị tăng áp phổi không đơn thuần là điều trị về nội khoa nha. Nội khoa thì cũng có ba nhóm chính, là nhóm về ba con đường. Đầu tiên là nhóm prostate, nhóm endothelin, con đường endothelin. Nhóm thứ hai là nhóm về phosphodiesterase 5, và nhóm thứ ba là nhóm liên quan tới prostacyclin, là ba nhóm ba con đường chính trong điều trị tăng áp phổi. Thì liên quan tất cả các cái thuốc nó đều thuộc ba nhóm này hết. Hay những nhóm về có chữ telin, hay còn chữ có chữ gọi là telin 6 á, thì ví dụ như là nhóm về xăng tăng, ambi xăng tăng, bộ xăng tăng, maxi xăng tăng, nhóm về telin. Nhóm về có chữ nafil là nhóm về của phosphodiester 5, nhóm mà có chữ prost nhé, có chữ prost bera prost, rồi là iloprost, rồi những nhóm liên quan tới cái prostacyclin. Thì đó là về nội khoa. Còn ngoài về cái can thiệp, nghe can thiệp thì cũng vai trò rất là nhiều, những yếu tố tôi đề cập, và vai trò ngoài khoa thì như vậy điều trị tăng phổi được điều trị toàn diện và yêu cầu là dùng tất cả các cái phương tiện từ nội khoa đến can thiệp đến ngoại khoa để điều trị tăng áp phổi trong nhóm năm nhóm này. Và ngoài ra chúng ta cũng phải cần là phân tầng nguy cơ. Cái hay của tăng áp phổi hiện nay là vì cái yêu cầu của cái chẩn đoán xác định là phải có thông tin, nếu mà không thông tin thì mình cũng thể nói tăng áp phổi được. Và cái này là điều tiên quyết, xem áp lực trung bình nó trên 55 hay không bằng thông tin. Cho nên những đơn vị mà làm được thông tin thì phải có phòng cath lab, mà cath lab thì phải có thêm cái xoang găng, rồi có thêm các cái sống để đo áp lực mà mạch động mạch beat để tính ra áp lực mà mạch động mạch trung bình, để tính ra được là cái tăng áp phổi không. Và trên lâm sàng á thì vì yêu cầu là phải làm thông tin nó khá phức tạp, nên trên lâm sàng người ta dựa vào trên cái siêu âm tim. Mà siêu âm tim á thì chúng ta biết rằng chỉ số PAPS nó rất là thay đổi, nó không có đại diện và nó không chính xác trong vấn đề đánh giá tăng áp phổi. Cho nên sau này á, các khuyến cáo, đặc biệt là khuyến cáo OC02, người ta đưa ra một chỉ số là chỉ số TAPS trên PAPS mà dưới 55 là một cái chỉ số mà dự báo của tình trạng tăng áp phổi. Cái này tôi thấy nó cũng hay, là vì cái TAPS nó đơn giản nhé, đánh cái
M1 qua van 3 lá đánh giá được tạp rồi. Còn PABS thì đứng đơn giản quá rồi nhé, phổ qua hở van 3 lá. Thì mình đánh giá cái tỷ này thì nếu mà nó dưới 0,55 thì một dấu hiệu gợi ý ta phổ. Được chưa? Ngoài cái đánh giá vận tốc của qua van 3 lá, hở van 3 lá rồi. Tuy nhiên vận tốc càng cao thì nguy cơ tăng phổ càng cao nhé, đặc biệt là trường hợp trên 3,4 hay là trên 2,9 thì nó nguy cơ rất là cao. Thì trên siêu âm tim đánh giá về nhóm về tâm thất này, nhóm về động mạch phổi này, nhóm về tâm mạch chủ giữa và nhĩ phải, thì ba dấu hiệu trên siêu âm tim này là cái gợi ý của tạo phổi. Tuy nhiên chẩn đoán cuối cùng vẫn là phải thông tin, và để mà điều trị thì chúng ta phải là chẩn đoán cho chính xác hay chúng ta điều trị được, và để điều trị cho tốt thì chúng ta cũng phải làm test giảm mạch phổi để xem nó có đáp ứng với tại giảm mạch phổi không. Mà nếu đáp ứng tại giảm mạch phổi thì chúng ta điều trị nhóm bác sĩ ca sĩ trước, còn nếu không thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng các nhóm thuốc kinh điển theo ba con đường kinh điển để chúng ta điều trị. Và trong quá trình điều trị thì mình cũng tùy chia ra nhóm, nhóm là nhóm về cái bệnh lý liên quan đến hấp, nhóm liên quan đến bệnh lý tim mạch, để chúng ta chia ra về vấn đề điều trị. Và cái phác đồ mà điều trị chúng ta thấy là cái cuối cùng là cái cây điều trị và nó rất là rộng, chia ra các cái hướng để chúng ta điều trị cái tăng phổi này. Và đặc biệt là những bệnh nhân tim mạch thì mình phải chia nhóm riêng nha, những bệnh nhân sơ hoặc kệ, những bệnh nhân mà điều của cái tổn thương phổi tại phổi tạo phổi nguyên phát chúng ta điều trị riêng. Và người ta khuyến cáo rằng là mình có thể phối hợp giữa các nhóm, không chỉ là nhóm của endothelin, không chỉ là nhóm của phosphodiestera, mà những trường hợp nặng hơn thì chúng ta phải dùng thêm những nhóm về tăng gọi là kích hoạt của cái thụ thể của prostacyclin trong điều trị đau phổi. Thì như vậy mình thấy và đặc biệt là người ta có khuyến cáo rất kỹ đối với những trường hợp mà thứ tắc của mạch phổi mạng tính nhé, nóng pha nội phổi bằng quốc gia rồi lại bỏ nội mạc động mạch phổi, vậy cũng rất là nhiều. Với một cái thể tăng phổi thì đều có một cái phác đồ điều trị riêng. Thì cái hay của khuyến cáo là như vậy, chỉ có cái là nó khá là phức tạp nhá. Cho nên đối với những học viên mình đôi lúc áp dụng điều trị trên lâm sàng á, nó có vẻ là rối nhá, có vẻ là rối. Cho nên là mình phải chia ra một cách là khoa học và dựa theo nguyên nhân, từ nguyên nhân chúng ta điều trị và điều trị theo đúng phác đồ. Như vậy chúng ta có câu hỏi nào liên quan tới hai báo cáo viên thì xin mời chúng ta đặt câu hỏi và báo cáo viên sẽ trả lời các câu hỏi đó. Hiện nay thì Việt Nam cũng đã xuất bản một cái khuyến cáo về điều trị tăng phổi dựa theo khuyến cáo của Thế Mạch Châu. Nên chúng ta có thể là tìm lên mạng và cũng đã công bố rồi. Đặc biệt là trong cái hồi vừa sơ động mạch đã đưa ra để công bố cái khuyến cáo này. Như vậy thuộc chè kinh canxi là chỉ cần đáp ứng với là tại giảm mạch phổi là mình ưu tiên nghe dùng thuộc điều trị và là tại giảm mạch khi mà bệnh nhân có đáp ứng tại giảm mạch phổi mà tốt nhất là mình làm, mà nếu không làm được thì mình mới điều trị rồi mình xem là có bệnh trong nhóm mà không đã làm được tại giảm mạch phổi á, thì mình xem là bệnh có tim hay không, có bệnh tim phổi động mạch hay không, hay là không có bệnh tim phổi động mạch. Nếu mà có bệnh tim phổi thì mình phân tầng nguy cơ, phân tầng nguy cơ cao, nguy cơ thấp, nguy cơ trung bình. Và những trường hợp nguy cơ cao thì chúng đã phân những phác đồ 3 thuốc nha, còn những trường hợp trung bình thì 2 thuốc, còn nguy cơ thấp thì mình đơn trị. Dạ như vậy, đối với là có bệnh tim phổi động mạch á thì nguy cơ thấp thì mình cũng có thể là điều trị nha. Đối với mà không có bệnh tim phổi động mạch thì nguy cơ thấp mình có thể là phác đồ có thể là dùng đến là kết hợp rồi. Còn bệnh tim phổi động mạch thì dĩ nhiên mình ưu tiên mình điều trị bệnh lý tim phổi, cho nên mình dùng đơn trị trước. Còn nếu mà không bị điều tiết phổi động mạch dài tăng cường huyết phải chẳng hạn, thì mình có thể kết hợp cái đầu hai loại mà kể được thông dụng nhất, đó là phosphodiester 5 còn gọi là endothelin receptor agonist. Và quan trọng là sau khi mình điều trị rồi mình phải theo dõi định kỳ phân tầng nguy cơ là sau 3-6 tháng nha, để mình quyết định là mình duy trì
mình hạ bậc hay là mình nâng bậc. Đó. Hiện nay Việt Nam mình bắt đầu á, là một số hãng á, nó đã bắt đầu nhập vào một số loại thuốc để mà điều trị tăng áp phổi, nhóm thuốc mới. Nên ví dụ như là nhóm của đà, như là của bên Boehringer, nó đưa ra một số nhập về một số loại, ví dụ như là của Celecipat nha, cái nhóm của Celecipat rồi nhóm Macisentan nha, Macisentan là nhóm của Endothelin nha, rồi là của nhóm của Celecipat đó nha, rồi là nhóm của cái tích động vật của prostacyclin nha, Celecipat thì nó dùng nó cũng rất hiệu quả trong vấn đề điều trị sớm nha, bằng những thuốc này và kết hợp như vậy. Các thuốc vấn đề là các thuốc thì người ta đã có rất là nhiều nha, đã nhập vào Việt Nam và cũng đã sẵn sàng chúng ta dùng để điều trị tăng áp phổi. Được chưa, chúng ta có câu hỏi gì thêm? Trước đây chúng ta điều trị tăng phổi thì mình loanh quanh khi nào cũng là gì, cũng là sildenafil nha, rồi là bosentan, đúng không, từ rất là quen thuộc. Nhưng sau này người ta có những lựa chọn rất là mới nha, lựa chọn mới hơn, celecipast chẳng hạn, rosiguat, những đường mà nặng hơn chẳng hạn, mình dùng thêm nha, những nhóm này, đặc biệt là những nhóm mà điều trị bằng đường từ mạch, rồi là iloprost chẳng hạn. Đang chỗ dùng vậy là chỗ anh Cương hiện tại đang điều trị tăng phổi, thực tế hiện tại thì có gì mới không? Thuốc thì bên em cũng chủ là mới bài thuốc thôi, tức là bosentan, sildenafil hoặc tadalafil thôi. Đó. Dạ. Nhưng mà sau này là bắt đầu có nhập rác, Boehringer có những thuốc mới đó. Dạ. Thì mình có nhiều lựa chọn hơn. Dạ. Cho điều trị cho bệnh nhân. Vâng. Celecipac. Nha, yeah, vậy là maxi sơ tăng. Dạ. Dạ chú em cũng biết thầy. Dạ. Rồi như vậy là có những khuyến cáo mới này thì mình cũng cập nhật thêm nha, các cái cơ sở thuốc, một số dòng thuốc mới sẵn có nó cũng hiệu quả đó. Điều trị sớm nha, và điều trị phối hợp trong tất cả các nhóm khác thì những thuốc mới sau này nó vẫn thể hiện sự ưu việt hơn. Dạ. Yeah. Chỉ có cái là chi phí nó vẫn cao hơn. Cho nên đang xin vô bảo hiểm cho đỡ cho bệnh nhân. Ok, được rồi. Như vậy chúng ta đã sinh hoạt sẽ học rồi. Trước đây hôm nay tôi thấy cũng rất là hay đó. Nha, và cũng rất xấu đó. Đặc biệt là hai ba báo cáo. Yeah. Có những phần minh họa rất là lâm sàng, rất thực tế. Mà đôi lúc mình để ý thì lâm sàng mình bỏ qua. Đặc biệt là những cái dấu hiệu nhận biết sớm trên siêu âm tim. Nha, và những cái phương thức điều trị rất là cụ thể, rất là kinh điển và rất là cập nhật. Đây một lần nữa cảm ơn sự tham dự của cả lớp sách học. Dạ đây, em chào đúng. Thầy, cảm ơn thầy. Dạ. Dạ dạ em chào thầy, cảm ơn thầy. Hello, xin chào mọi người. Vâng, dạ.